Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Như thường lệ thì Kim Anh sẽ gieo vẽ chia sẻ trên kênh của mình để tất cả mọi người mình vào tham khảo. Thì hôm nay Kim Anh vẫn sẽ chia sẻ về vẽ bài của bạn nam này, sinh năm 1994, hiện bạn là người đơn thân. Thì nói về trên con đường đi, nước bước trên con đường bổn mạng của bạn nam mà đứng vào cái tuổi giáp tý giáp tuất này á, thì bạn là một con người có bản tính hài hòa phúc hậu tốt, nhưng mà bản tính của mình ở đây là có một cái là nóng tính, tự ái, dễ giận dễ hờn. Thì trên con đường đời của bạn đúng duyên á, là bạn có số nhờ vợ rất là tốt. Thứ hai nữa, bản thân của mình ở đây là mình phải là người ăn trên ngồi trước, có mạng lãnh đạo cầm quân dẫn tướng thì mới đúng. Trên con đường đi, nước bước trên con đường bổn mạng của bạn ở đây thì cho thấy cơ hội đến với bạn đẹp, quý nhân giúp đỡ bạn nhiều, tài lộc đến với bạn trên con đường bổn mạng của bạn rất là tốt. Có thể nói là bạn có cơ duyên là ăn trên ngồi trước, tài lộc đến với mình vững vàng 100%. Nhưng nói về bản thân của bạn, đúng ra trên vấn đề đường đi, nước bước của bạn á, thì cho thấy nhắc bạn cần phải né tránh, hạn chế trong cuối tháng 5 đầu tháng 6. Nếu như mình có ý định đi đâu xa làm ăn cầu tài cầu lộc cái gì thì tốt nhất không chọn trong cuối tháng 5. Nói chung là trong tháng 5, tháng 6 mình cần phải cẩn thận đề phòng. Thứ hai nữa, nhắc về bản thân của mình ở đây thì cố gắng cầu nguyện nhiều, sợ là trên con đường gia đạo của mình, trên con đường bổn mạng của mình là mình nhận được tin buồn, nhận được tin buồn như vậy, cho nên nhắc mình cố gắng cầu nguyện nhiều thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn ha. Thứ ba thì nói về trong cái đường thân ruột của mình hiện tại bây giờ thì cho thấy có một con nam theo mình trên con đường bổn mạng của mình. Thì cái vong nam này theo mình trên con đường bổn mạng của mình á, thì nhắc mình cần phải có cái sự quan tâm. Ví dụ như mình về mình hỏi lại trong cái đường thân ruột của mình thì có một người em trai, anh trai nào đó mất nhỏ nhỏ, hoặc là một người chú nào đó mất nhỏ nhỏ thì theo mình gia hộ cho mình rất là nhiều. Cho nên mặt này mình cần phải có cái sự quan tâm, ví dụ như trong công việc, trong cái vấn đề ăn uống cà phê cà pháo, hoặc là mình làm bất cứ một cái vấn đề gì cũng vậy, mình cố gắng cầu nguyện nhiều với vong linh cộng nam này để cộng nam này gia hộ cho mình, xoay chuyển cho mình được tốt hơn. Còn nói riêng về bản thân của cộng nam này thì mình nên cố gắng, nếu được thì mình nên gửi cho người ta đi tu đi học được thì nó sẽ hay, sẽ tốt ha, để người ta được nghe kinh nghe pháp, có được cái sự tu tập á, thì sớm siêu thoát thì nó sẽ tốt hơn cho cái vong linh của cậu nam này. Trên con đường bổn mạng của mình thì nói chung bản tính của mình á, già dặn như ông cụ non vậy, dù là tuổi của mình không có lớn bao nhiêu nhưng mà tính cách của mình thì rất là già dặn. Đường đi nước bước của mình thì nhắc mình như vậy. Trong công việc làm ăn của mình thì nói chung trên vấn đề làm ăn cầu tài cầu lộc của mình ở đây, những gì mà mình mong chờ thì đem đến cho mình là giống như cái sự thất vọng nhiều. Hoặc là cơ hội đường đi nước bước gì mà mình mong đợi thì nói chung đường đi nước bước của mình không có. Cho nên nói về bản thân của mình mà có ý định đi xa làm ăn cầu tài cầu lộc, hoặc trông chờ cơ hội tài lộc gì ở xa, hoặc có ý định đi xa ly hương xuất cảnh thì nói chung đường đi nước bước của mình không có đạt. Những gì mình mong chờ trên con đường bổn mạng của mình, trên con đường tài lộc của mình thì nói chung đúng duyên là mình không có số đi xa. Còn cơ hội tài lộc đến với mình có. Đồng thời bản thân của mình trên vấn đề làm ăn cầu tài cầu lộc ở đây thì cho thấy mình rất có duyên. Thương yêu mình, quan tâm tới mình hiện tại bây giờ là hai đối tượng chứ không phải là một đối tượng. Nhưng bản thân của mình luôn cảm thấy cô đơn, cảm thấy rất là đơn chiếc trên vấn đề tình cảm hạnh phúc của mình. Vì bản thân của mình ở đây là mình có ý nghĩ là mình lo lắng cho gia đình nhiều, mình nặng gánh về vấn đề gia đình quá nhiều. Cho nên bạn còn phụ thuộc vào gia đình, lệ thuộc vào gia đình quá. Cho nên để vấn đề tình cảm của mình được tốt thì tốt nhất là bạn nên gạt bớt cái vấn đề gánh nặng cho gia đình nhiều, cho gia đình qua một bên thì để mình tìm con đường hạnh phúc của mình trên con đường nhân duyên tình cảm của mình. Thương yêu mình, quan tâm tới mình là hai đối tượng. Thì trong hai đối tượng này nói chung người nào đến với mình cũng tốt, người nào đến với mình cũng chân thật hết, không người nào xạo, không người nào giả dối. Nhưng bản thân của bạn để chọn lựa được thì bạn nên chọn cái người lớn tuổi. Người lớn tuổi này đem đến cho mình giống kiểu là người này thì trong cuộc sống cũng là đồng hành với mình, cũng như là người này tâm đầu ý hợp với mình, thuận tình thuận ý với mình hơn ha, đem đến cho mình cơ hội hạnh phúc nhiều hơn. Đó thì trong hai đối tượng mình nên chọn cái đối tượng thứ nhất và người lớn tuổi hơn thì đem đến cho mình cơ hội tốt, thành công đẹp. Còn nói về cái người thứ hai này thì cũng ôm cái sự cô đơn, ôm cái sự buồn phiền hướng về mình rất là nhiều, nhưng mà so ra thì không có tâm đầu ý hợp với mình bằng cái người lớn tuổi. Cho nên để chọn lựa thì bạn nên chọn cái người lớn tuổi, nó sẽ hay, sẽ tốt cho mình trên con đường nhân duyên tình cảm. Khi mà mình thương yêu một người bạn nữ nào đó thì nó không những là mình thương yêu mà cả gia đình của mình cũng thương yêu người nữ đó nữa. Cho nên trong cái vấn đề tình cảm này thì mình nên chọn lựa.
Đó là cái quẻ bài của bạn Nam, sinh năm 1994. Thì nói về trên đường đi nước bước công việc của bạn ở đây á, thì nhắc bạn cần phải cẩn thận nhiều trong cái tháng 5, tháng 6, cuối tháng 5, đầu tháng 6 thì hơi xui về vấn đề đường đi nước bước, công việc làm ăn tài lộc của mình sẽ dễ bị hao hụt rơi rớt, cũng như là trên vấn đề cầu tài cầu lộc của mình, nếu như có bạn bạn nam nào đó nhờ vả mình, hoặc là nhờ vả mình liên quan gì tới vấn đề pháp lý, hoặc là có cái sự va chạm tranh chấp về phần giấy tờ pháp lý hoặc một vấn đề gì, thì tốt nhất là mình nên nhường nhịn thì nó sẽ hay, sẽ tốt, tránh ách giữa đàng mang vào cổ không hay. Cũng như trên con đường cầu tài cầu lộc của bạn thì trong 5 tháng qua tới 7 tháng qua bạn có thất hứa.